Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin giải trí. Và bây giờ hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ và thật thoải mái. Xa nhà 6 tháng, Thúy Diễm bị quý tử lảng tránh, muốn sinh thêm con cho chồng. Thúy Diễm trở về nhà sau 6 tháng quay phim với hình ảnh khác lạ. Cậu con trai không còn nhận ra cô, cố tình lảng tránh khi mẹ tới gần. Nữ diễn viên Thúy Diễm vừa kết thúc 6 tháng quay bộ phim truyền hình và trở về nhà đoàn tụ với chồng con. Cô cho biết quãng thời gian xa chồng con quá dài, nên nhiều lúc cô thấy tủi thân, đau lòng khi nhìn cảnh ông xã một mình chăm bé Bảo Bảo. Bà xã Lương Thế Thanh cho biết, có thời điểm quay phim ở Bình Thuận, dù rất nhớ chồng con và được giãn cách thời gian về thăm gia đình, nhưng cô không dám về nhà vì sợ ảnh hưởng sức khỏe con trai. Cô tâm sự, đã rất nhiều lần tôi không cầm được nước mắt vì nhớ con, nhớ chồng. Những ngày tháng đóng phim này có lẽ là quãng thời gian kinh khủng nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời làm nghề của tôi. Nữ diễn viên trải lòng khi thấy ông xã dành toàn thời gian để giúp vợ hoàn thành công việc đóng phim. Tôi thấy sự hy sinh của mình chẳng là gì so với chồng và những người xung quanh. Tôi không đếm nổi bao nhiêu lời mời đóng phim đã bị anh Thành từ chối trong thời gian này. Vì đam mê của tôi, anh Thành gác lại hết kế hoạch và công việc để ở nhà trông con. Anh ấy biết rằng tôi khao khát có một vai diễn thật hay để thử thách mình, nên khi tôi chọn phim này để đi xa, anh ấy ủng hộ rất nhiệt tình. Khi lùi về làm hậu phương, anh ấy muốn bù đắp cho những gì mà tôi đã bỏ lỡ suốt thời gian mang thai. Điều đó khiến tôi cảm thấy sự tôn trọng mà chồng dành cho mình. Ngày trở về nhà gặp con trai sau nhiều tháng đi xa, Thúy Diễm rưng rưng nước mắt khi Bảo Bảo không nhận ra mẹ. Cô kể, con trai hơn 1 tuổi đã không nhận ra tôi. Làm sao nhận ra khi tôi vừa mập vừa đen, chưa bao giờ da tôi đen đến thế. Bảo Bảo đã lảng tránh tôi gần 1 ngày. Sau đó tôi phải trò chuyện, bế ẩm, con mới dần nhận ra. Vì một phần cảm nhận con trai thiếu sự quan tâm, gần gũi mẹ, nên sau khi đóng máy phim, Thúy Diễm sẽ dành thời gian bù đắp cho Bảo Bảo. Tôi muốn ở bên, cùng con trưởng thành từng ngày. Nếu không đồng hành với quãng thời gian phát triển của con, mình sẽ phải hối tiếc. Cô tâm sự. Ngoài ra cô còn cho biết đã lên kế hoạch đền cho chồng một cô công chúa. Thúy Diễm tiết lộ kế hoạch tăng thêm nhân khẩu. Xa chồng một thời gian dài, tôi bỗng nhận ra mình thực sự cần gì và đâu là điều khiến mình hạnh phúc nhất. Tôi tự nhiên muốn có thêm nhiều con để cho gia đình sum vầy. Đây không phải là kế hoạch từ trước, mà là khao khát bỗng nảy sinh trong tôi khi đi xa quá lâu. Tôi muốn có thêm một bé gái để gia đình mình hoàn hảo hơn, trọn vẹn hơn. Chỉ cần nhìn thấy chồng chơi với con là tôi hạnh phúc lắm rồi. Hiện cô đang mong dịch bệnh qua nhanh để vợ chồng cô có thể hưởng một chuyến đi nghỉ dưỡng đúng nghĩa. Ông xã của cô cũng đã lên kế hoạch cho việc này. Tôi sẽ đưa vợ và con đi du lịch sau những ngày phải ở nhà cách ly vì dịch bệnh. Sau đó hai vợ chồng sẽ trở lại công việc và nhịp sống thường nhật. Ngoài ra Thúy Diễm còn phải dành nhiều thời gian để giảm cân và dưỡng da. Thời gian lăn lộn đóng phim ở đồi cát, nắng cháy da, nhan sắc của tôi bị tàn phai. Vì vậy tôi phải trở lại tập thể dục, dưỡng da, cô cho biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.